thế thì điểm một tay thì phải gọi đi mua, thì mình gọi đi gọi một tay gọi là một tay không mua còn ngoài đôi là một tay không mua ăn được tập mấy cái tay tay sắp nó đấy như đó đó thì mình tay mà nhắn cho mình được chấm không mình tay vật khác vật đó vật đó vật này không phải tay nhé mình tay hai vật được vật còn đúng được vật cái hai cái đâu nhắn là lên tay vật này cả hai cái đâu như cái tay vật này